Khả Cừu là xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Thanh Sơn, cũng là một trong những địa bàn sinh sống lâu đời của dân tộc Mường trên đất Phú Thọ. Nơi đây hiện có lưu giữ lại những nét văn hóa đặc trưng của người Mường như nhà sàn, cọn nước, các vật dụng sinh hoạt, nghề thủ công, trang phục, nhạc cụ. Đặc biệt là cách làm các món ăn truyền thống như bún quê, thịt nộm củ nâu, nem nắm bản. Bún quê Khả Cừu là món ăn có từ rất lâu đời và đến nay vẫn được rất nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, do cách làm khá mất công nên bún thường chỉ được làm vào các dịp lễ Tết, ngày rằm, mùng 1 hoặc khi gia đình có việc. Bún làm bằng gạo khang dân, loại gạo cứng giúp bún dai, không nát. Gạo được ngâm trong nước từ 3 đến 5 ngày, đến khi hạt gạo có màu trắng trong thì vớt ra để ráo rồi mới cho vào máy nghiền thành bột. Trước kia, do máy móc chưa có, để làm bún, bà con thường nấu thêm một mẻ cơm tẻ. Gạo sau khi ngâm được vớt ra sẽ trộn đều cùng với cơm tẻ rồi mới cho vào cối giã. Khi giã, cho thêm một chút nước nóng để bột và gạo dẻo mịn. Điều này đòi hỏi người giã phải có sức khỏe và tính kiên trì. Giờ có máy nghiền nên việc giã bột không vất vả như trước mà chỉ cần cho gạo vào máy nghiền nhỏ giúp giảm bớt công sức cho người làm. Trong cái quá trình làm bún ấy, mình lưu ý nhất là cái khâu mà mình chuẩn bị bột ấy. Bột nó mình phải ráo bằng nước sôi, thật sôi. Bột phải ráo thật đều tay, phải dẻo thì sợi bún nó mới dài. Lúc đấy bún mình lên sợi bún thì nó mới dài, mới ngon. Dụng cụ làm bún khá đơn giản. Khuôn được làm bằng gỗ chắc, bên dưới khi miếng tôn đục lỗ. Lỗ đục càng nhỏ, sợi bún càng ngon và mềm. Lỗ đục to, việc ép sợi sẽ nhanh hơn, nhưng sợi bún to ăn sẽ nhanh ngán. Khi ép, cho bột vào nồi nước đang đun sôi, để khoảng 3 phút đến khi bún nổi lên thì được. Sau khi vớt, bún được rửa lại bằng nước sạch rồi để ráo nước. Bún làm hoàn toàn bằng gạo tẻ, thủ công, không sử dụng chất bảo quản nên có những điểm là dễ đứt sợi, không dai như một số loại bún đang được bày bán ở các chợ truyền thống, màu cũng đục hơn. Nhưng bù lại, khi ăn, bún có vị thơm ngọt của gạo, có thể ăn no như cơm mà không sợ đầy bụng và cũng để được lâu hơn các loại bún thông thường. Đặc biệt, bún ngon hơn khi được ăn kèm với nước xương hoặc canh chua, lại tiện dụng nên thường được làm hoặc mua để đãi khách mỗi khi đến chơi nhà. Là món ăn dân dã, nhưng bún quê Khả Cừu luôn được nhiều người ưa chuộng. Cách làm bún quê truyền thống cũng được gìn giữ qua nhiều đời nay, trở thành một trong những nét văn hóa ẩm thực độc đáo của người Mường nơi đây và tiếp tục lan tỏa đến bạn bè và du khách gần xa.